Xin chào các bạn, anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em sẽ review cho cô bác anh chị một lô đất tổng diện tích đất là 8,22 hình lô đất đây nha các bác anh chị nhé. Lô đất này có đường vào tận nơi, xe hơi 4 chỗ vào tận nơi luôn nha mọi người nhé. Cách đường tỉnh lộ 6 là 4 km, gần trung tâm nha mọi người nhé. Cách trung tâm khoảng 10 km nha mọi người. Đất rất là đẹp, chất đất không sỏi đá, đất đỏ Ba Gian. Đất thuộc vào xã Đắc Sắc, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Đây là lô cao su rất là bằng đẹp nha mọi người nhé. Dành cho những người có nhu cầu mua đất cao su thì hôm nay em sẽ quay và giới thiệu review cho cô bác một lô đất. Trên đất là gần toàn bộ là phun cao su rất đều không bị trống nhé, và có 500 cây cà phê, có ao hồ ở dưới này nha mọi người nhé. Có nhà xây tạm ở trong trong rẫy cao su luôn. Lượng cao su năng suất thu ở đây, đất ở đây rất là đạt nha mọi người nhé. Và diện tích xung quanh ở đây thì cô bác anh chị có thể mở rộng thêm theo tùy thích. Thì hiện tại thì cao su đã rụng hết lá. Giá của lô đất này là 640 triệu một ha. 640 triệu một ha. Cao su rất là năng suất nha mọi người nhé. Cao su thì ở Đắk Sắc, Đắk Minh rất là đặc. Hiện tại cao su nó rơi vào tầm cỡ khoảng trên 10 năm và đang cho thu hoạch. Cây rất là đều không bị trống do đất tốt. Cao su như như vậy nhưng vườn thì thực tế ra là không có được chăm sóc mọi người nhé. Cho nên là cây có những cái nó lớn lớn đột biến. Cuối video em sẽ quay dưới cho các bác anh chị xem đất và cây cao su. Cây cao su rất là đều và không bị trống nhé mọi người nhé. Đất rất là bằng đẹp, đất đỏ Ba Gian không sỏi đá. Đất thuộc vào xã Đắk Sắc, huyện Đắk Minh. Đây là nhà xanh đây nha mọi người nhé. Nhà xanh. Tổng diện tích đất là 8,2 ha. Giá là 640 triệu. Khu vực này em đã quay tổng cảnh quan khu vực xung quanh cho các bác anh chị xem và thấy vườn cà phê và hồ tiêu nha mọi người nhé. Đất ở trong này rất là đẹp. Em sẽ quay cái đường đi ra cho các bác anh chị xem nhé. Cách đường khắp phối lớn là 500 m. 500 m nha mọi người nhé. Còn xung quanh cà phê và hồ tiêu rất là đẹp luôn. Nhìn cặp xa xa là cà phê rất là đẹp. Đường cấp phối thì cũng chuẩn bị rãnh nhựa nha mọi người nhé. Cách đường cấp phối là 500 m và cách tỉnh lộ 6 là 4 km. Nguồn thu mạnh, giá tương đối phù hợp, giá rẻ chứ không có mắc đâu nha mọi người nhé. Và hiện tại là em đang ở dưới và quay cho cô bác anh chị xem. Đất là đất đỏ Ba Gian nhé. Đất rất là đẹp và cao su cũng rất là đều. Cao su thì không có bị trống vì có những cây nó lớn đột biến, nó rất là to. Còn bình thường là cao su mới trên 10 năm thôi nha mọi người nhé. Cây rất là đều và rất là đẹp. Quý anh chị xem cho em một like, đăng ký kênh ủng hộ em để xem video sau. Hôm nay cũng là ngày 26 tháng 1 năm 2022. Cũng là còn mấy ngày nữa cũng là đến Tết, dịp cuối năm. Cho nên là công việc cũng rất là nhiều. Ai cũng rất là bận rộn để chuẩn bị sắm Tết rồi là đi làm xa về. Cuối năm em chúc tất cả cô bác anh chị và các bạn một năm sức khỏe, có sức khỏe để đón một cái Tết an lành bên gia đình nha mọi người nhé. Cao su rất là đều và rất là bằng, rất là đẹp, rất là đều nha mọi người nhé. 8,22 trong sổ. Em thì không rành về cao su
nhưng mà giá hợp lý em quay đang chia sẻ cho cô bác anh chị. Mủ ở dưới này rất là năng suất và rất là đạt nha mọi người nhé. Đất là đất đỏ, ba gian không sỏi đá, đường đi lối lại thuận tiện. Cô bác anh chị xem cho em một like nhé, đăng ký kênh ủng hộ em để xem video sau. Em thì công việc rất là nhiều cho nên là mọi người gọi điện cho em mà em không kịp trả lời hay là nhắn tin lại thì cô bác anh chị có thể thông cảm. Hoặc là chưa thấy em trả lời á thì cô bác anh chị có thể alo lại cho em nhé. Vì tại em rất là hay quên, thì em rất là hay quên. Vì rất là nhiều người hỏi về cao su thì kỹ thuật cao su làm thì không cũng không phải là khó, nhưng mà phải rành về cao su thì mới biết được độ rồi như thế nào tùm lum tà lưa hết, chưa hết em cũng không có hiểu được, cho nên em chia sẻ thì thiếu sót thì cô bác anh chị cũng thông cảm, vì tại là em không có rành về cây cao su nhé. Giáp ranh bên vườn cà phê này mà cô bác anh chị muốn mở rộng thì người ta cũng bán nha mọi người nhé. Đất ở đây rất là nhiều và rất là rộng, của bác anh chị có thể mở rộng ra. Đất ở dưới này rất là bằng, rất là đẹp. Vườn cà phê này. Xin chào các bạn, anh chị và các bạn nhé.